Xe số mấy? Hà Lan số 3. Còn em mặc là màu riêu nha. Cái áo em đang mặc đó là 60kg nha, 55-60, 55-60, 65kg vừa nha mấy chị. 135.000 giờ em bán đầu like tương tác cho 10 chị giá 100. 100k ai chốt bình luận màu riêu. 65 đổ lại chốt giùm em. Màu đỏ này là 70kg. Màu đỏ này 70kg đổ lại chốt. Em chốt cho chị. Mấy chị chia sẻ giùm em giá 100 nha. Áo đỏ này là 70kg. Ai chốt đỏ 70kg chốt. Riêu này là 65 đổ lại vừa. Bán 10 khách nha. 10 khách đầu tiên giá 100k. 135 giờ em bán 100 nha. Áo nâu 70kg. Màu riêu là 65 đổ lại vừa. Màu đỏ là 70kg. Tương tác giùm em mọi người ơi. Mẫu này là 135. Mặt nó sướng dữ lắm. Nó thoải mái dữ lắm mấy chị gái ơi. Chốt bình luận nha. Màu nâu này là 70kg. Chị nào nghe số ký rồi chốt giùm em nha. 100 100. Em đang bán lấy tương tác 70kg dừa nè. 100. Màu nâu. Mặt nó im lắm luôn mấy chị gái ơi. Màu nâu, màu đỏ, màu riêu. Mỗi cái là em nói số ký nha. Màu xanh. Em còn chừng chục cái à. Ai chốt thì bán 100k. Bữa trước ai chốt trước đó là 135 nha, giờ bán mở hàng 100. 65kg dừa nè, màu xanh. Chị nào chốt từ hai cái đi đơn nha. Một cái 100k bên em không có đi đơn. 100 100. Màu xanh này là size 60kg, 65 dừa. Bán tương tác có 100.000 rồi mấy chị. Màu này kêu bằng màu hồng đi. Kêu màu hồng nha, kêu màu đỏ nữa nó lộn. Chị gái nào chốt xanh hay là riêu hay đỏ hồng chốt bình luận nha. Bán mỗi hàng có 100.000 rồi mấy chị gái ơi. Màu đỏ với màu nâu 70kg. Màu xanh với màu riêu 65 đổ lại. Em còn ít size nha. Mặc vô nó mát quá trời luôn mấy chị. Khoảng 65kg dừa nha. Em chốt 65kg đó chị gái ơi. Em còn hai cái áo khoác này. Một cái là 135. Giờ em xả mấy chị gái 100 luôn. 65 đủ lại dừa. Áo khoác hồng với áo khoác đỏ. Xả 100 nha. Màu xanh em chốt 65kg. Màu xanh em chốt 65kg chị gái ơi. Chốt chốt thì bình luận nha. Em chốt theo số ký của em.
màu xanh nếu mà chị thích á, thì chị chốt, còn em chốt 65 đổ lại nha, nó co giãn, nó co giãn, chị chốt thì em chốt cho, tại em chốt cho mấy chị thoải mái nha, có chốt thì ok chốt. Này em mặc lại chị coi hả Phương thì chốt nha. Đó, 65 là rất là thoải mái, nó co giãn. Dạ. Đó em chốt vậy á. Cái này là mặc rộng rãi nó mới đẹp. Màu xanh, màu xanh, màu riêu. Em có màu đỏ với màu nâu là nó size lớn thôi. Còn có hơn chục cái em bán có 100 ngàn. Ai chốt trước bữa trước đó là nó là 135 nha. Rồi em còn hai áo khoác. Mẫu này là 65 dừa. 65 là dừa nha. Dừa mà thoải mái nữa mấy chị. Nó cái này nó len. Còn có hai cái, một cái hoa đỏ, một cái hoa hồng. Xả trăm luôn, ai chốt bình luận nha. Một cái hoa đỏ thì nó bị rớt một cái nút. Rớt nút. Hai cái này ai chốt 150 đặng đi đơn luôn. Hai cái nha, một cái thì rớt nút, một cái hồng. Hai cái ai chốt thì về kết cái nút lại em. Ai chốt hai áo khoác thì 150. Bữa trước em chốt là 135 nhưng mà giờ nó có một cái bị lỗi rớt nút. Hai cái này ai chốt 150 đi đơn. Chị gái nào chốt áo 70 ngàn. Alo. Alo. Dạ. Dạ em có mua cổ cái tay á thì mặc cái ba là vừa, tự nhiên nó mua cái cổ này nó không có tay mà mua cái ba nó hơi rộng, giờ đổi lại số 2 rồi sao chị? Dạ bên em bán chị bình luận số ký á, nhiêu ký? Hả, cũng 50 mấy ký à, 55 ký, 57 ký à. Nhưng mà chốt số mấy? Bây giờ nhận rồi, có ngày sáng nhận nè, nhưng mà cái bộ đó là nó sắp nắp cho nên dạ bên em á chật hay là lỗi thì em đổi. Dạ. Còn rộng chút mấy chị thoải mái chút cứ mặc thông cảm mặc mà em đi chứ trả về thì em cho địa chỉ chị gửi về nha, mất công mấy chị thôi. Dạ bên em gửi đi chờ còn không có thu về ra bưu điện gửi về. Dạ tại bên em là nó gửi đi thôi. Dạ mà nó rộng chút chị thoải mái mà chị còn thấy là chị bóp lại mấy em. Dạ. Bên em cho địa chỉ chị gửi về ha. Rồi về mà thôi gửi bằng cách nào không gửi đâu, mất công quá. Nga bưu điện gửi về. Dạ. Dạ. Chị Hồng Hạnh hai cái áo khoác bình luận giùm em 150 lỗi nha. Một cái thì mất nút thì em chốt cho hai cái 150 về mấy chị kết nút thì bình luận giùm em ha, tại vì mấy chị không có bình luận lỗi rồi về nhà em chị nói em bán đồ xài không được. 150 một cái 100 với cái lỗi đó 50, về kết cái nút và bớt 50 ngàn cho nó hết hàng. Phát đó là bữa trước em lan 135 á mà người ta mua hết rồi còn hai cái à. Áo beo gì chị nào chốt 70 ngàn chốt bình luận. 70 ngàn áo beo nha. Áo beo là 60 ký đổ lại dừa. Chốt bình luận. Xả 70 ngàn. Thank you.
mấy cái mẫu áo 135 giờ xả có 100.000 bán tương tác mà mấy chị cũng không chốt ha. Lúc bán giá cao thì rần rần dành nhau. Màu hồng này 60kg nè, chị gái nào chốt em xả mấy chị 200. Mẫu này đẹp lắm. Mẫu này là có thêu đằng, có đằng sau như vậy ha. Chốt giùm em hồng 200, 60-65kg vừa. Sáu mươi sáu mươi lăm ký chốt giùm em hồng này đẹp 200k nha. 60-65kg đẹp quá. Áo này bộ này là 60-65kg nha chị Quỳnh em. 60-65kg hồng giùm em giá 200. Bộ nha, bộ 200k. Ai chốt bình luận. Màu hồng mẫu này đẹp lắm, 230 em xả 200. Đầm này em có màu đỏ, màu vàng nữa mấy chị, màu đỏ, màu vàng, màu hồng, màu tím nữa. Em xả mấy chị 250 xả 150 nha. Chốt bình luận. Gì vậy sao? Chị Hồng Hạnh có chốt thì bình luận giá mẹ em nha. 75kg xả mấy chị gái 130. Bộ nha, bộ này 130. 200 xả 130, 75kg vừa. Hàng nhận hàng kìa. 75 đổ lại chốt. 830 bộ này nha. Tại em mặc rộng quá mấy chị thấy vậy chứ nó cái form nó đẹp lắm. Tao chở một xe hàng đó coi chừng tao chưa kiếm được địa chỉ á. Bộ này quần dài 75kg vừa. Mấy chị chốt cái mấy mẫu này nè, cái nào em nói 75kg thì mấy chị chốt. Mẫu này 350 em xả 200. 75kg vừa. Đen đỏ giùm em. Hàng đông 350 xả. Alo. Dạ. Dạ. Là cái ba là ổng em đã chị bốn mẫu của ba rồi. Dạ, cái bộ màu hồng này đúng không? Đây, chốt chị gái bé 6. Dạ dạ rồi. Rồi chốt thêm gì nữa không? Em đang xả đồ bộ á. Rồi, giờ em mặc cái size số 3 em đang xả thôi, giá 160 này chị chốt luôn không? Để em lên nha. Để em lên em mặc cho chị coi. Mẫu này em đang xả, giờ ai chốt hai bộ là 220 một bộ. Mà em còn vài chục bộ nữa thôi là hết hàng. Giờ em xả 160 nhưng mà ai chốt đầu lay á, hai bộ là 280 giùm em. Size em đang mặc là số 3 nha, ai 60-65kg vừa. Em còn số 3 nhiều nhất. Vừa. Chị nào chốt? Đen, xanh, nho, vàng, cam, đỏ. Đen, xanh, nho, vàng, cam, đỏ, hồng. Xanh dương, xanh coban.
Vậy là chốt cứ hai bộ là cho em hai màu. Cái này em đang xả ha 160 một bộ. Nếu mà chị nào thích chốt một bộ thì bình luận giùm em 160, còn ai chốt hai bộ em bán 10 khách đầu tiên. Hai bộ 280, hai bộ 280. Cái mẫu này nó đẹp lắm, mặt nó trẻ trung nha. Có màu xanh dương, màu xanh coban, màu đen, màu nho, màu cam, màu đỏ, màu hồng vua gốc, màu vàng. Đây, ai chốt thì hai bộ 280, hai bộ 280. Còn chốt một bộ bình luận giùm em 160, em xả cho hết mẫu này nha. Kỳ này bên em về mấy ngàn bộ mẫu tháng nữa nên em xả mẫu này 280, hai bộ, ai chốt thì bình luận. Size này là size 65kg đổ lại dừa, đẹp lắm. Còn mấy chục bộ à, size số 3, chốt bình luận giùm em nha. 60-65kg, size 70kg em còn màu vàng, màu hồng ruốc. Size 70kg nha, màu cam, màu xanh. Size 70kg em còn 4 màu này, màu xanh, màu cam, màu vàng, màu hồng ruốc. 65kg là em còn nhiều màu. 65kg là em đang mặc màu đen. Mẫu này mặc thấy cưng lắm mấy chị. Màu đen, màu đỏ, màu cam, màu xanh dương, màu xanh coban, màu nho, màu vàng. Chị nào thích hai bộ hai màu giùm em nha. Size số 3 thì là 60-65kg vừa. Chốt hai bộ 280 giùm em nha mấy chị. Một bên là 60 khách, một bên 30 mấy khách mà không có ai bình luận trơn. Hả? Hàng mới về áo hay là quờ đồ bộ ta? Chị gái nào khách thì quá trời nhiều luôn, hai bên gần trăm khách mà không có bình luận. Chị gái nào chốt giùm em ha, em qua chục khách, 10 khách mỗi chị được chốt hai bộ 280 rồi em qua hàm bán. 57kg em lấy size 57kg chị gái ơi. 57kg là em còn size số 2. Tại vì còn số 3 là nhiều nhất, em giới thiệu số 3 57kg đây. Size số 2 màu xanh dương, màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu nho nha. Size số 2 chị nào 55 tới 60kg chốt thì bình luận trong vòng mấy cái màu đem còn thôi. Màu xanh dương, màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu nho nha. Chị 57kg em có mấy màu này, chị chốt hai bộ là 280. Em đang xả mấy chục bộ này á, là cho khách khách đầu tiên ha. Khách đầu lai em chốt 10 khách, xong em qua em lên hàng mẫu mới. Chị gái nào chốt thì bình luận cho em. Em đang xả cái mẫu này cho hết nha. Em đang xả mẫu này 70kg đổ lại, 50kg trở lên em có hàng, 45kg trở lên em có số 1 nữa. Số 1 em còn mấy màu thôi là hết, còn nhiêu là số 3 thì cũng rất là nhiều. Số 3 60-65kg ai chốt, 10 khách đầu tiên là được chốt mỗi bộ giá ha. Hai bộ là 280 nha. Em đang chuẩn bị cái khui hàng mới ra. Hàng mới là giá 200 mấy á. Không có màu đen chị gái ơi. Màu đen số 2 là không có nha. Bác kìa. Tôi. Màu đen em chỉ còn số 1 thôi. Số 1 chỉ có 50kg à, 45-50kg à. Số 1 em còn mấy bộ. Số 1 em còn đen với xanh. Số 1 còn màu đen với màu xanh. Còn màu ba, số 3 này là em còn đủ màu. Số 3 rất là nhiều. Em muốn xả hết đặng em về, đang xả nè, đang khui hàng mới về. Hàng mới về á, mấy cái mẫu salon này là 220, 230 nha. Hai áo khoác là 65kg, một cái bị xúc nút trên cổ là em xả lỗi 50.000. Một cái không có bị gì hết em xả. Lấy đen với xanh chị Trần Minh cho em cái giá tiền luôn. Số ký á, số ký á chị, số 1 là có 50kg trở lại à. 280 đúng không chị, bình luận giùm em. Ok chị gái nha. Số 1 này 280 nha chị Trần Minh. Đen với xanh là số 1.
Trần Minh hai bộ đó cột siết chắc chắc. Áo 100 cho xem. À, rồi ok chị Trần Minh 280. Rồi ai chốt số 3 nè. Phạm Thái màu xanh Coban 70 kg. Chị chốt hai bộ là 280, chốt một bộ thì bình luận giùm em giá 160 với chị. Chị Phạm Thái bình luận giùm em 160 nha. Áo 100 chốt từ 2 cái chứ 100 ngàn em không có đi. Tại đang xả. Chị Huỳnh Quốc Khánh bình luận gì em không biết. Chị Nguyễn Nga áo em có màu xanh với màu riêu. 65 đủ lại màu xanh, màu riêu, màu hồng. 2 cái 200. 1 cái 100 rồi chút xô xuống like rồi mấy chị xả nó mất công. Màu xanh Coban chốt hai bộ là 280, chị gái 70 kg nè chị Phạm Thái nha. Số 2 màu xanh màu nho Ngọc Điệp ok. Màu xanh màu nho cho chị gái nè. Mở cái like bên này cho chị một chút cái hàng coi thi. Ngọc Điệp ok nè. Hai trăm tám hai bộ, chị nào nhanh tay bình luận nha. Số 2 là 60 kg đổ lại nha chị Ngọc Điệp. Số 3 là 65 đổ lại, em đang mặc là size số 3. Bộ đen 65 kg ok. Ok chị Phạm Thái. Ủa vậy là chị sao chị chốt hai size khác nhau hả chị Phạm Thái? Một bộ đen với một bộ xanh là một size 70 kg nè. Với một bộ 65 kg ok. Đúng ok giùm em nha, một bộ số 3, một bộ số 4 nha chị gái Phạm Thái ơi. Ra đơn luôn. Phạm Thái ok. Màu đen 65 kg. Em đang bán là 220 xả 160 nhưng mà giờ ai chốt á là hai bộ á. Hai bộ là 280 em chốt 10 khách đầu ha. Nhớ số tiền khách đầu nha, tại nãy đang bán 160 quá trời luôn đó. 10 khách đầu thôi để tương tác đó chị gái ơi. 160 nếu mà chị nào chốt một bộ thì bình luận giùm em. Còn hai bộ là 280 em bán ở 10 khách đầu thôi. 220 mà em xả có 160, em còn xe số 3 này là màu đen, màu hồng ruốc, màu đỏ, màu cam, màu da, màu vàng, màu xanh dương, màu xanh coban, màu nho. Màu số 3 này là 65 đổ lại thì rất là nhiều màu. Còn có mấy chục bộ em chốt cho 10 khách đầu thôi nha. 282 bộ. Hai chốt về bình luận. Còn chút qua hết 10 khách đầu là em bán 160 bộ nha. Giá xả. Em bán cho nó hết 10 khách đầu bắt đầu em lên hàng mẫu mới. Mẫu mới về đẹp lắm. Mẫu mới là ghiền ha. Mẫu mới 200 mấy. Rồi ai chốt nữa bình luận. Áo khoác. Hồi nãy ai hỏi áo khoác gì của anh ta. Chốt về bình luận tại vì em còn hai cái em xả. Áo màu xanh 63 kg chị chốt giùm em chị gái ơi. Trời ơi nó đẹp. Đây cái đó nhiều 200. Ủa 220. Đắt mỗi hàng 200 đi. Đắt mỗi hàng đầu lại 200 đi. Rồi chị nào không chốt hai bộ 280 nữa chút xíu. Nếu mà chị nào mà suy nghĩ lại á chốt giùm em 160 nha. Giá chia sẻ 200 đi. Cái mẫu này giờ ai chốt 10 khách đầu luôn giá 200. Để đây tắt. 70 kg hả? 65 kg vừa. Mẫu này áo lẻ nha mấy chị. Áo đen bông xanh đẹp quá, đen xanh bình luận giùm em. Đang bán tương tác 200 ngàn nè, mở hàng giùm em. Chị nào chốt mở hàng giùm em đi. 50 kg trở lên là mấy chị mặc đẹp, 65 đổ lại vừa. Alo. Alo. Em nghe. Mới giới thiệu nhau bộ đó, nên tôi tính lấy hai bộ á. Chị
chị tên gì, có hàng bên em lần nào chưa, có nhận đơn bên em lần nào chưa chị gái đẹp? Chưa, tôi là đang làm được cái đang giới thiệu cái đồ bộ đó. Dạ, chị lấy màu gì, bao nhiêu ký? Tôi 53 kg, tôi lấy màu xanh số 3, bộ số 3 đó. Thôi số 2 hay số 2? Số 3 là rộng nha. Số 2 là em... Hả? Nói chị, nếu Bích lấy tay bự thì em lấy, nhưng mà rộng thì chị chịu. Rộng chịu nha, không có trả. Màu xanh của anh với màu gì? Màu xanh của anh với màu màu hồng ruốc á. Rồi rồi, ok, chị gái cho em tên luôn. Trung Tú Thân. Thi, ghi nhận giùm cái Thi để gì mà quên. Tên gì? Tên gì nói không nghe chị gái ơi. Trung Tú Thân. Số điện thoại 018 này đúng không? Rồi, chút xíu em lấy địa chỉ. Màu gì, màu gì? Màu xanh với màu hồng ruốc. Ok chị gái vậy nha. Nè Thi ghi cái số điện thoại của khách. Dạ dạ, đây em màu hồng ruốc nè chị. Màu xanh của ba em cho chị nè. Dạ dạ. Rồi. Có tiền ship này không? Tiền ship 30 á chị gái. Thôi vậy thôi, tắt mà để mày bán đi chứ, trời ơi mua hàng không chị. Khổ quá mấy chị gái. Áo em đang mặc là 200, em có đen xanh đen tím. 200 ai chốt thì bình luận. Áo đen bông xanh, điện thoại. Ok. Bé Bin Bin cho em cái giá là 200. 200 chốt bình luận nha bé Bin Bin. Chốt giùm em. Có nhiều giá nha, một mẫu đó mà nhiều giá nha chứ. Đen xanh 200 bình luận cho em. Để mấy chị cứ tưởng cho em cái giá chị Bin Bin bé. 200 rồi chị Nguyễn gì đây nè, Nguyễn Hữu Tình ha. Nguyễn Hữu Tình hai bộ nè. À, màu đen với màu vàng em không có size số 4 đâu. Số 4 em chỉ còn có 3 màu này thôi à. Không có màu đen đâu chị gái. Màu vàng với màu hồng ruốc, màu cam. Số 4 hết màu đen. Chốt màu khác giùm em nha. Không có số điện thoại luôn, nghỉ rồi, không có chốt. Hả? Cho số điện thoại với lại Nguyễn Hữu Tính nè. Số 4 là em còn màu vàng với màu ruốc. Đen xanh ok bé Bin Bin ha. Rồi ai chốt nữa, đen xanh hay đen tím mình lẫn cho tao cái đen tím mặc cho người khách liền coi. Đen xanh, đen tím, đen bỏ, đen vàng. Ok chị Trần Minh đen xanh luôn. Rồi đưa cái đen xanh mà mới nãy. Ok chị Trần Minh nè. Trần Minh nha, đen xanh rồi đen tím nữa không? Đen tím. Đen tím, đen xanh, đen đỏ. Bán giá chia sẻ nha. Trần Minh. Mày quay sau lưng có chữ é, chữ gì đó đẹp lắm đó. Chữ nail vàng hồng. Không có số điện thoại gái ơi. Gái mua mà gái gái cho cái số điện thoại mới biết đường gửi hàng chị gái ơi. Đen tím ai chốt bình luận giá 200, em bán 10 khách đầu nha. Qua 10 khách 11 là bán giá 220. Đang mở hàng khui cái bao hàng mới này sao nó đỉnh. Nó đỉnh dữ lắm. Đen xanh em chốt chị Trần Minh rồi nè. Bên Bin cũng đen xanh rồi ha. À, vàng với hồng chị gái cho em cái số điện thoại luôn, em khỏi xin lần thứ hai đâu. Ai chốt đen tím mình lần. Có đen tím đen đỏ nữa mọi người. Đen tím đen đỏ đen vàng. Đen tím đen đỏ đen vàng. Ok chị Hữu Tình ha, mà không có màu đen chị chốt cái màu vàng với màu hồng đúng không? Số 4 em đâu có màu số 4 em đâu có màu đen đâu chị Trần Minh. Vàng với hồng em chốt cho chị rồi. Hồng này là hồng ruốc nha. Đây giá em đang xả là 160 nè. Bây giờ em bán chốt có 280 hai bộ à. Màu hồng với màu vàng nè. Chị Hữu Tình nè. Hữu Tình hay là Hữu Tính. Ghi giá lùm giùm nha. À, vàng với hồng nè, 282 bộ. Em còn bộ cam số 4 mà chị Trần Minh có chốt thì bình luận cam. Cam số 4, còn màu khác là em hết. À, Loan Trần chốt một đen, một đỏ, ruốc, hồng. Cái gì? 282 bộ vậy chị gái? Một đen, một đỏ, một ruốc, một hồng. 280 là hai bộ. Ok chị Loan Trần nè. Ok chị Long Trần 4 bộ, lấy giùm tao 4 bộ coi. Bấm đi Thi. Màu gì?
màu đen, màu đỏ, màu ruốc, màu hồng. Màu đen, màu đỏ, màu ruốc. Đen. Màu hồng. Ủa màu hồng là màu hồng ruốc đó nha chị gái. Hỏi chị có lấy cam không? Lấy cam đi hay là màu khác giùm em nha chị. 65kg á chị Loan Trần. Hồng nguyên chốt đen tím 200 ok. Đen đỏ xong hay là cam tím hay nho đi nè, ba bộ nè. Loan Trần với ông cha chị coi đi, ba bộ còn bộ. Đây em chốt đen đỏ với ruốc, hồng ruốc. Hồng ruốc nha, với một màu cam hay màu xanh gì đi chị gái. Mắt lấy đồ. Đen tím ok rồi à, bây giờ em bán đắt dữ lắm em chảnh nha. Đen tím thả lỗ còn la làng nữa. Cam ok chị Trần Minh, em bán đắt là em chảnh nè. 160 ngàn bộ, tại nay phải 140 cái là làng lên nè. Cho em cái màu xanh hay là màu gì đi chị Lâm Trần. Kẹo khỏi cơm đây mày. Trần Minh thôi, ăn có một bữa trưa là được khỏi khỏi biểu dịnh. Có màu nho có chị, em chốt màu nho chị đẹp nha. Bấm đi thì em chốt lượt hai like nè. Mua số đó không? Ừ. Hỏi bán đây ta để là cầu hang 4 bộ nè. Rồi rồi. À cam. Có màu cam nữa đó. Chị cam. Hà Trần, chị gái ơi, trời ơi không có nghe má em xã ha hết của chị gái rồi. Bây giờ chốt nữa em không chốt đâu nha. À, cam cho Trần Minh nè. Cam số mấy? Hà Trần em không chốt nha, nãy em gọi trái máy em rồi. Nãy chị có mấy bộ em gọi không được. Cam cho chị Trần Minh rồi. Rồi ok chị Nho. Nho luôn là 4 bộ 4 màu. Cái mẫu đó đẹp ai chốt nữa. Em còn vài chục bộ nữa là hết. Rồi em lên đen vàng nha. Đọc thì mập mờ mấy chị. Em đọc bình luận mập mờ. Trần Minh có cam rồi. Còn chốt số 3 nữa. Màu gì chốt thì bình luận cho em nha. Đen vàng này mấy chị. 200 hơi chanh. Mẫu mới đó nè. Đều có giá trên đây. Gỡ cây nào ra là nhớ cột vô cái đó. Giá tao viết hết rồi đó. Mẫu này là chốt giùm em là đen vàng, đen xanh, đen đỏ, đen tím. 200 ai chốt bình luận 50kg trở lên là mặt đẹp. Tại cái phi size nè. 50-60-65kg chốt mẹ em nha. Đen vàng em đang mặc, ai chốt đen vàng, đen tím, đen đỏ, đen xanh thì bình luận. Đẹp. Mẫu này mặc dễ thương đó chị. Giá 200 nha, chốt bình luận. Ai chốt mẫu này bình luận cho em. Cái gì beo beo vậy? Đủ thứ hết trơn mà, thôi đừng xả thôi nhiều quá mày. Rồi chị gái nào chốt thì bình luận. Xả cho vàng gối thôi. Ai chốt cái mẫu này nữa bình luận đi ha. Mẫu về nhiều lắm nhưng mà em làm từ từ nha mấy chị. Có quần trắng chưa kìa. Quần trắng xay như tí. Đưa lên xem đồ bộ. Đồ bộ nãy giờ em đang xả là 282 bộ đó chị Thảo Nguyễn. Bác ơi nãy xay 65kg. Xay 70kg là em hết hàng. Xay 50kg trở lên tới 65kg em còn 56. Tại vì số 5 hay số 8, số 9 là chị nhân viên không? Em có quần trắng nha mấy chị. Để em coi lại số ký rồi em báo. Chị Thảo Nguyễn. Đồ bộ mà em đang bán tương tác 282 bộ á, là xe số 5 đủ lại em có ha. Tư mã 1 á. Đồ bộ nói là mã 1. Mã 1 nãy giờ em đang lên á. À, đen với vàng. A à, đen vàng, ok, trời ơi, đọc vậy không á. Trời ơi, cái quần này 80kg tận được luôn nè, nó đẹp dữ. Em chốt quần trắng ha, để báo giá nè. Đen vàng ok chị nè, Trần Minh. Cái giải nó đẹp dữ lắm luôn. À, có áo. Cái áo em đang mặc hả, thích thì em bán luôn. À, em khỏi mặc. Nè, 70-75kg đi, mặc đã dữ lắm luôn, trời ơi là đẹp. Giá nhiêu? Bán 170 ngàn đi. 170 quần nha, có size 75 đủ lại. Mày bận tụt à? Co giãn mà. Thầy ý là rộng quá mày tụt. 75kg đủ lại chốt cho em. Quần nó đẹp dữ lắm. Trời ơi, cái giáp bãi nó sướng lắm. 50kg trở lên hả? Không có chuông, hình như 50kg không có. Tại vì tao không có 50kg không có bận được, tao không bán. 75kg, rồi bao nhiêu ký trở lên? Quần trắng đi mấy chị, em có quần trắng, quần đen nha. Đẹp quá luôn.
Cái chất liệu này mặc sướng, co giãn 4 chiều. Cái ống nè, ống này là suông hơi bát một chút, ống suông hơi bát bát nhẹ nha. Quần trắng cho em giá 170. Đẹp dữ lắm mấy chị gái ơi. Size thứ 5 này, này mặc thử bao nhiêu ký? 70 ký không? 60 ký, 65 ký thứ 5. Ai chốt quần trắng mình lượm mở hàng em cái. Quần trắng nha, size thứ 5 này chứ chỉ có 60 ký à. Ai chốt quần trắng mình lượm nha. Cái nằm như số 6 thôi hả? 60-75 kg nha, ai chốt thì bình luận em có quần có size lớn 60-75 kg. Giá 170. Quần trắng này mấy chị mặc với áo màu đen hoặc áo màu đỏ gì nó nổi nha. Thì đã không có size nhỏ rồi. Đẹp lắm, ai chốt cho em mở hàng một cái nha mấy chị. Quần dùm em số ký ha, quần 5. Quần nó mặc đẹp lắm, đóng hùng cũng đẹp nữa. 5XL với 6XL, chị nào chốt thì bình luận. 60. Màu áo đen vàng ok. Áo kia này bán gì? 200. Để bữa hổm chốt bả 70 ngàn. Đen vàng ok Nguyễn Nga. Quần 60. Ai chốt bình luận. 200 ngàn là áo 50 kg trở lên tới 65 đổ lại nha. Ai chốt đen vàng, đen tím, đen xanh, đen đỏ nữa chốt. Ai chốt cho em cái quần trắng nữa em mấy chị. Khổ quá muốn bán cho em chị mở hàng cái cho nó. Cái nó hên nè. Áo này giá 140 hả? Đâu coi cho mọc á, tao có ghi đó. Coi đặt mọc beo nha. Beo này để em coi nhiêu ký rồi em báo. Trời ơi sao cái áo này mày đánh giá lộn hả? Có 140 vậy? 140. Trời ơi cái áo này 140 không ngờ luôn mấy chị. Rồi vô là nó im dữ lắm, 65 nha, 65 đổ lại vừa. Màu beo giùm em, beo này beo nâu. Beo nâu, beo xám. Cái này 70 kg đổ lại vừa. Cái này to hơn cái kia chút. Cái này form to nha. 70 kg. 70 á. Chị nào chốt beo nâu bình luận giá 140. Không bán bỏ vô chứ để 70 kg vừa nha. Em có beo nâu này tím phơm em đang mặc 70 kg 140 nha. Tím với lại xanh đen, xanh đen beo nâu, beo riêu, beo xám, beo nâu, beo riêu, beo xám. 70 kg ra chốt cái mẫu này mà nó thoải mái dữ lắm. 70 kg sao thấy lớn vậy ta, thoải mái lắm luôn. Ai chốt bình luận nha. Beo nâu beo xám đẹp, nhìn cái thích liền. Cái chất vải trắng quần trắng này nó đẹp dữ lắm, nhưng mà đừng có gỡ chị ra. Nào chốt cái áo beo với cái quần trắng làm một bộ đi mấy chị, đẹp lắm. Gỡ ra nó sẽ em mà lên nguyên bộ là mấy chị ghiền ha. Beo nè, beo này beo xám, beo xám với beo nâu với beo riêu. Chốt thử cái quần trắng đi mấy chị gái. Rồi để em lên mặc vậy coi nó hợp không nha. Quần trắng với lại áo beo này mặc nó đỉnh lắm luôn. Mà giá thì nó coi coi ha. Một cái quần cái áo có 301 rồi mấy chị. Tiền ship 30 nữa à. À 65 kg. Từ 55 trở lên. Tại vì cái hàng này phi size á chị gái. Em đang mặc nè, em 62 kg. Em đang mặc nè, chị thấy đẹp không? Cái hàng này mấy chị mặc rộng thì nó mới sang nha. Cho chị beo vàng. Beo này là beo nâu em chốt chị gái nè. Bấm đi, bấm bình luận đi. Beo nâu, beo riêu, beo xám. Em chốt cho chị bên Hoàng Lê nha. Giá 140 bình luận giá. Em từ 62 kg trở lên, 70 kg. Em chốt 70 kg nhưng mà chị nào trên 70 kg mặc cũng vẫn được. Tại nó co giãn rất là tốt. 140 chị Hoàng Lê chốt thì bình luận giá. Bữa hổm, nói cái bữa hổm. Tại vì bữa hổm bác kêu coi còn không gói, hằng nay mới thấy. Bữa trước á, bữa trước xả rồi. Chị chốt giùm em cái này 140 chị Hoàng Lê. 140 bình luận cho em. À, chị bé Bin Bin có chốt cái áo này thì cho em màu beo. Áo đó người ta đang bán 180 luôn á mấy chị. Đẹp quá.
Ok chị Hoàng Lê nè, hồi sớm á chị nói có hàng nữa rồi gửi chút em gọi lại nha. Sáng chị có một bộ á, bộ tóc máy lạnh không bỏ được hay sao? Chốt cho em cái beo nâu thì bình luận nha chị Bim Bim. Không được. 140 rồi em không mặc beo nâu nữa, em mặc beo sáng ha. Chị Bim Bim có chốt thì bình luận. Beo sáng beo riêu nè, màu beo riêu, beo sáng hoặc màu tím đi. Cái này nó có mấy giá rồi nha. Tím chốt bình luận. Giá 140 mấy chị, 70kg thoải mái nha. Đơn beo nâu. Ok, beo nâu dòng đơn Bim Bim nè. Giá 140 nha chị gái. Cái áo em đang mặc trong người á là 250, chị nào thích em sale lại cho. Cái Bim Bim ok. Thích em sale lại cho 200. 65kg. Áo em đang mặc tím nha. 70kg ai chốt bình luận. Tím xanh xanh em thích. Em đọc màu tím nha. 70kg. Từ 60kg trở lên, 70kg vừa nè. 70kg nhưng mà chị nào hơn 70kg cũng vừa. Tại vì cái hàng phi size này nó to giãn tốt. Và chị nào chốt quần trắng là 60kg đó, 70kg nha. 70-75kg quần trắng 170. Quần trắng đẹp lắm, to giãn 4 chiều. Tím ai chốt bình luận. Ủa cái này nó là màu gì? Màu đen, màu xanh. Xanh hay đen ta? Xanh đen nha. Xanh đen, cái này xanh đen. Xanh đen chốt 140. Beo nâu với lại beo. Beo này là beo beo sáng. Beo sáng. Giá 140 nè mọi người. Đẹp lắm. Quần trắng 170. Quần em đang mặc size 60kg nè. Chị nào mà từ 60 tới 75 là em có hàng nha. Chốt áo beo nữa bình luận. Cũng nào cũng được, đi đâu. Rồi ai chốt bình luận cho em qua. Cái này là cơm mi nữa ta. Cơm chín nè. Em lên cái này 190 nè. Đi ra đi con, hụt hỉnh. Hụt hỉnh thôi. Áo ra mà không thấy là lát tao cũng có nhớ giá nữa đó. Mới về chưa có bán á. Trời ơi, sơ mi này 190 sao đẹp dữ vậy. Hàng ta bán 250 á. Trời ơi, đẹp. Màu vàng giùm em. Có 190 nè trời. À, ai vô sau rồi mua beo rồi để chữ beo 190 nha. Còn sơ mi thì để sơ mi giùm em. Gì beo 140. Beo. Quên. 65kg vừa mấy chị. Trời ơi, cái này mà mặc nó sang. Cũng ra ra đi ông ơi. 190, 190 màu vàng. Màu vàng 190, 65 vừa. Cô lấy cái chai để tôi lấy cho. Cái này nó có bo bản bự này nè mấy chị, tầm 50kg trở lên. 50kg trở lên 65 đổ lại vừa. 190 mọi người. Mẫu này bữa trước em về bán 250 mà người ta hốt hàng thấy ghê hồn luôn á. Giờ đang vàng ok. Nguyễn Thị Hằng cho chị mời cái máy để chốt đơn đi. Lấy cái máy kia gọi đi thôi. Ok chị nha, chị Nguyễn Thị Hằng. Đẹp quá mấy chị ơi, có vàng, có xanh, có đỏ. Đẹp quá, đẹp quá. Ok chị Nguyễn Thị Hằng. Trời ơi cái màu này kêu bằng màu gì, màu gì? Màu xám đi ha. Màu xám mà xám mà nó có tím tím nè. Xám đẹp quá. Dạ ok chị Nguyễn Thị Hằng.
Mẫu này bữa trước em về là bán 50kg trở lên chị gái ơi. Chị ơi, cái này cái bo bản to vậy nè, chị 50kg là chị mặc đẹp rồi nha. Yeah. 50kg trở lên là mấy chị mặc, tại vì bo bản to mặc càng rộng ra nó càng sang. Làm gì không? Vàng ok nè. Rồi em phải lên từ từ, tại vì em không có nhớ màu, em đọc em hay bị hơi quên lắm, là em phải lên từng cái, chừng nào ai mua cái này em mặc cái khác nha. 50kg trở lên là mấy chị mặc đẹp, tại cái bo bản to nè, mặc rộng thì nó đẹp nha. 65 đổ lại đẹp quá, màu xám chốt. Bữa trước về mẫu này 250, không có hàng bán, giờ về lại nè. Mùa dịch này bán giá yêu thương nha. Mấy chị, dịch nè. Mấy chị có nhiều tiền để làm gì? Mặc quần áo đẹp đi mấy chị. Đó. Ôi ơi, đã quá trời luôn. 65kg đủ lại chốt, xám bình luận. Màu tím. Màu tím nha, màu tím này giống như cánh sen vậy đó. Tím sen. Chị gái nào chốt bình luận. Màu vàng ai chốt nữa ha. Màu đen. Màu đen là em đọc theo trên cái ngực. Cái giải này em không biết, em chỉ biết là hàng đẹp thôi. Em không có rành mặt giải nhưng mà hàng đẹp nha. Hàng này là 250. 250, bây giờ em bán có 190 là đợt này về nha. Bán giá, có màu trắng nữa, chị gái nào chốt rồi bình luận. Trắng nữa. Cái nào của Hoa Văn cũng đẹp. Màu trắng, màu đen, màu xám, màu tím, em đọc theo trên cổ. Có đen á chị Phạm Lệ chốt không? Màu xám. Đẹp lắm. Có màu tím, màu cam, màu cánh hoa. Màu đen, màu trắng nữa, màu vàng. Có màu xanh nữa. Màu xanh nha, xanh. Chốt đen ok. Có 190 rồi mấy chị gái ơi. Chốt đen cho chị Phạm Lệ nè. Trăm chín. Chốt màu gì nữa nha, màu trắng luôn, em mặc màu trắng chưa. 250 mà đợt trước về nhiều lắm, bán hết trơn giờ này. Ôi đẹp gì đâu, trắng nè. Em chốt cho chị đen rồi. Đen đây chị. Chốt chị đen rồi nha. Còn cái đen ai chốt đen bình luận. Đen mà nó hoa văn chân bông trắng à. Ôi tím là đẹp quá. Mày ra nói này nhìn vô mà tao mở cái cửa còn nóng lại. Ai chốt đen còn cái đen. Đen trắng vàng cam tím xanh vô hiệu rồi nha. Không chăm chín cái áo sang, sang quá sang. Sang khó tả luôn. Đẹp quá. Chị Phạm Lệ chốt thêm cái trắng nữa đi, có trắng có đen. 65kg, 190, màu xám ok. Đen thiên bảo ok. Lấy tờ xám đi. Xám nãy tao mới lột, để đâu rồi ta. Đứng đó đi. Tao làm hai khách lượt không được. Thanh trần ok. Thanh trần màu gì, màu xám hả? Ờ. Đen thiên bảo ok. Có màu vàng nữa cho mấy chị. Màu vàng với màu xanh nữa, màu trắng nữa. Mặc cái nào em chốt cái đó, xong em nó không có bị lộn. Vàng xanh trắng ok chị Thanh Trần rồi nha. Có 190 một cái à. Hàng đẹp, giá đẹp mấy chị gái ơi. Màu trắng, màu trắng. Màu trắng có hai cái ai hốt hốt nè, gỡ cái màu trắng luôn mẹ. Ok chị rồi nha. Rồi ai chốt trắng nữa bình luận. Mặt nó sang lắm à. Thì màu gì ta, đẹp quá. Cam hay gì á, nâu hay cam. Trắng chốt. Ok chị Phạm Lệ trắng. Trắng Phạm Lệ nè. Ồ đã quá. Chốt phải rần rần rồ rộ nữa. Cái này em kêu bằng màu nâu đi mấy chị. Nâu hả? Nâu ok. Nâu đi. Nâu. Có cam nè. Tao bán có lộn giá mà 190 ta.
Bữa hổm mày bán 250 đó, tao không biết kỳ này mày ăn gì ngu dữ. Lộn thiệt đó chứ. 57kg vừa á chị. Trời ơi, sao làm đủ lại là chị cứ 50kg trở lên là mặc. Màu nâu nè, màu nâu nha mấy chị gái nha. Không có nhiều đâu. Màu trắng, màu nâu. Cho tao chịu một cái mặc. Rồi, mặc cái đó đi. Màu vàng. Quá trời đỉnh luôn. Màu vàng, màu xanh, màu đỏ nè. Rồi ai chốt nữa, tao phải lên từ từ. Đây vàng xanh đỏ đây mấy chị, có 3 cái à. Hết cái này thì qua cái khác. Vàng xanh đỏ gì áo đen hết, đen. Hết đen chốt cái khác. Đẹp quá trời luôn, trời vàng xanh đỏ mấy chị. Nâu này hết đen chốt xanh đi chị. Em mặc lên cho thấy cái nào cũng đẹp. Còn cái trắng ai chốt bình luận. Xanh đi nha, xanh này là xanh dương á. Cái nâu này đẹp quá trời luôn á. Hết đen rồi, hết đen. 65 đổ lại 50kg trở lên là chị 57kg chị đừng có hỏi. Chừng nào mà áo mà em nói chừng 40kg thì chị 57kg là chắc là không vừa ha. Xanh chốt, mấy xanh ok này. Chị Thiên Bảo nè. Mấy chị nó không chốt cái này nó lộn lắm luôn. Có 190 còn mấy cái em chốt hết em lên mẫu khác mấy chị. Đẹp lắm, còn cái trắng ai chốt nữa không? Màu vàng, màu vàng, màu vàng với màu này là màu sen. Để Thiên Bảo lấy hết thì chị Thiên Bảo. Quá đỉnh luôn á. Sang quá trời luôn. Màu này đỏ, màu tím. Màu tím sen. Màu sen này nó không có tươi, màu sen khô. Màu sen khô nó không có tươi. Đẹp quá trời. Màu sen tươi là nó tươi lắm, màu xanh hết rồi chị Hồng Quyên ơi, chị bình luận. Màu đen, màu đen. Đây đây có đen. Ôi còn đây, còn đen chị Hồng Quyên. Tao giấu rồi tao bán mày. Đây đây đây. Từ tôi lấy cho, giật dữ. Chị Hồng Quyên có đen có xanh chốt luôn hai cái không? Đã giấu mà còn. Còn một cây mà em không thấy. Giờ tóm lại là lấy đen với xanh luôn ha. Em chốt chị đen nè. Còn một cây mà em không biết. Ok chị Hồng Quyên nè. Em chốt chị trước cái đen rồi, có chốt xanh nữa thì bình luận thêm. Trắng, vàng, nâu, xanh hay cái gì cũng đẹp hết trơn. Ủa còn nè mấy chị, còn cây mà nó sót. Chốt qua này là sen nha, sen đi. Tím sen. Chị Trương Quỳnh chốt cái gì vậy ta? Không có cho cái áo, không có màu gì hết trơn á. Chốt bình luận. Trương Quỳnh chốt cái gì cho em màu với giá. Em còn đủ màu nha, còn một cây đằng kia mà em không biết. Chốt bình luận, em chốt chị đen rồi. Ai chốt cái màu gì nữa bình luận nè. Cái này màu sen. Hai màu vàng này khác hả ta? Vàng đậm, vàng đậm. Đẹp quá. Màu vàng nha. Màu vàng này vàng một giùm em. Tại em có cái màu vàng hơi tươi hơn một chút nữa. Vàng một giùm em ha. Đẹp quá mấy chị gái ơi. Tương Quỳnh chốt gì bình luận màu với giá. Màu đen hồi nãy em mặc rồi hả? Chốt thì chốt chị gái ơi, Thảo Nguyên. Mẫu thì như vậy. Còn cái đen nè. Đừng có bung ra nữa, đưa màu là hả? Có chốt đen thì bình luận đen 190 giùm em nha. Màu em đang mặc là vàng 1. Chốt thì em để nguyên vậy, em chốt cho chị cho nó đẹp. Vàng này vàng, bình luận vàng, còn này là vàng 1 nó hơi đó, nó trên là 9-10 với nhau. Lấy vàng đang mặc. Vàng đang mặc, hồi nãy chị có chốt cái vàng rồi đúng không? Lấy vàng đang mặc là nó hơi sậm hơn là vàng 1. Xanh ok chị Tương. Nè bỏ cái vàng hồi nãy của Nguyễn Thị Hằng ra lấy vàng này. Xanh đâu rồi, bỏ đâu rồi ta? Xanh hả? Ừ, nãy. Ok chị, bình luận giá 190 giùm em nha. Xanh gửi ra để dưới chân đó. Thôi gửi cái đó cũng được. 190 nha chị Tương Quỳnh. Xanh đây. Đúng rồi đó. Chốt đen thì bình luận đen nha chị Thảo Nguyễn. 190 mọi người. Đẹp lắm. Hai chốt vàng bình luận. Màu trắng gì nữa không mấy chị gái ơi? Rồi cái vàng nè, hai chốt vàng bình luận vàng nha.
Một vàng, vàng này là em nói vàng, còn hồi nãy nó hơi 9-10 với nhau là vàng 1. Chốt chị Nguyễn Thị Hằng rồi nha. Vàng nè, mặt vàng này lên nó sáng, sáng da lắm mấy chị. Có 190 nè, có 190 nè, đẹp quá, đẹp dữ lắm luôn. 190-65 đủ lại vừa nha. Hai chốt nữa bình luận. Áo sơ mi đen Lộc Trần Thị đưa cái đen. Đen đâu còn. Đó tôi mới thảy ra đâu rồi ta. Rồi đen ok chị Lộc Trần Thị nè. Hai chốt vàng bình luận. Đẹp dữ lắm, 190 nè. Không có đi đâu mua được cái áo 190 gì đâu nha. 250 lần đó chứ không có 190 đâu. Hai chốt vàng bình luận. Màu đẹp vàng quá. Xám xanh. Màu đỏ đẹp quá. Sen nâu. Này mặc thử rồi, có trắng nữa. Hai chốt bình luận nè. Cái này là em kêu bằng màu tím sen. Kêu độc ghê không? Kêu độc lạ ghê không? Trắng một cái mà không ai chốt nữa. Tức tức gì đâu á. Trắng nè. Trắng ha. Ai chốt trắng bình luận trắng. 190. Này mấy chị đi đây đi đó, đi đám đi tiệc ha, đi 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 về chơi cũng được mấy chị gái ơi, tiện lắm. Áo sơ mi mặc đi đâu cũng được. Chốt nữa bình luận rồi em qua mẫu nha. 160. Qua mẫu, mẫu này là 160. Giá là quy nha. Sơ mi trắng ok Minh Trần đưa cái trắng đây. Đi lấy 190 rồi lấy 190 nha, để biết mẫu. Cái này là 190 à, chị Minh Trần nè. Thôi cho chị coi màu vàng nữa luôn đi. Màu vàng màu màu còn cánh sen rồi này nè. Nhiều khi chị chốt mấy cái luôn á. 190 giờ em đang lên mẫu 160 nha. Chị chốt màu gì nữa bình luận luôn. Em Minh Trần nãy giờ em mặc quá chừng màu rồi đó. Nó giấu cái màu nâu mấy chị thấy coi được không? Cái màu nâu này nó giấu nó mặc mấy chị coi được không? Cái nào màu đỉnh nhất là nó giấu. Thấy nóng không á chị? Để mặt cũng dữ nữa. Cái màu mà đỉnh nhất là nó giấu. Ai chốt nâu bình luận. Có 190 à. Bán hai cây bán hai cây áo này đó chưa lời được một cái, nó quất hết cái rồi mấy chị gái ơi. Dồn chung đơn dạ. Bán một nhà hàng bạc luôn cái. Nâu ok chị Thiên Bảo nè. Đó, lời chưa được một cái là nó giấu một cái nó mặc rồi. Ai chốt bình luận nha. Ok chị Thiên Bảo nè. Cái gì hầu à, cái này tắt đi vô còn cái này 160. Cái mẫu này là tiêu giờ 2 đi, cho mẫu 2 nha, nó cũng là sơ mi. À, chị Minh Trần cái hàng là sáng gọi chốt quá hả chị gái? Ủa áo này nhỏ hả? Mặc thử đi. 160 chị nào 60kg vừa. Cam là nào ta? Ủa em chưa có đọc màu cam. Màu cam này là 160 đúng không? Chị bình luận giùm em 160 không? Thì nhỏ hơn chị. Cam 160. Cam 160 chứ không có cam 190. Màu cam này đẹp. Màu nâu 190. Hồi nãy là nâu á, chị bình luận lại nâu 190 thì được. Tại vì cái em kêu màu thì kỳ lắm. Em nó hơi cam cam mà em đọc nâu á, chị bình luận nâu thì mới đúng với em nha. Cái nâu này tao giấu lên mặt nè. Đây Ngọc nó giấu mặt nè, giờ chị có ok không? Nó hơi cam nhưng mà em tạm đọc nâu á. Ok chưa chị Phạm Lệ? Còn mẫu này là 160. Cam. Cam nè, cam này nó tươi tươi hơn một chút. 160 chốt. Đến cái mặt nó hoài. Chốt cái này bình luận nha. Chị Phạm Lệ có chốt thì ok. Một cái màu trắng 190 màu trắng còn không? Không. Còn ok chị Hoa Huỳnh. Cái này mà không mặc, cái nào mặc được trời. Trời ơi đẹp. Chị nào chốt áo 160 bình luận, nó không có bo nha. Này không có bo lai. Form nhỏ 60kg à. Cho cái màu 8 nữa nè. Cái màu 8 này cũng để dành luôn nè. Trời ơi bà cho mình luôn 199 luôn kìa. 190 nè chị gái. Cam 160 ok Phạm Lệ. Nè có cái màu 8 nè. Cam này là form nhỏ hơn nha chị gái. Phạm Lệ. Không có bo lai. Mà nó bo tay.
Rồi ok Phạm Lệ. Cái này nó nhiều màu quá chứ. Màu nó giống giống nhau không à. Ai chốt 160 nữa em lên. Em mặc lên rồi em mới nói màu được. Ai chốt 190 màu xám nữa nè. Màu xám nè mấy chị. Đẹp lắm, 190. Cái mẫu bo dưới lai này nè là 50kg trở lên tới 65. Xám nha. Ai chốt hai cái đi mấy chị, mẫu này mà không chốt là mấy mốt không có hàng nữa đâu nha. Có mấy nào mà có rảnh á, lùa hàng về phía một bên đi cho nó lên một ngang đi, tại vì ok chị Phạm Lệ chuẩn bị về mấy ngàn bộ lần á để chắc lên. Rồi còn màu nào mà nãy giờ chưa mặc không cho chốt luôn. 190 còn có khách chốt. Màu vàng. Màu vàng mặc rồi, màu nào mà tôi chưa. Mới vô chưa thấy đâu, đẹp lắm. Nè. Bỏ cái đó tháo ra luôn đi, hai cái đó đi. Hai chút. Trắng thì bình luận nha, trắng em còn. Chắc mới vô làm gì mấy cái đó mà chốt. Đẹp lắm. Chị nào chưa có áo này chốt thêm em mỏi chị một cái nữa đi mấy chị. Ha. Màu vàng ai chưa có thì nên chốt một cái màu vàng. Màu vàng mặt nó tươi dữ lắm luôn, đẹp lắm, mặt lên người nó trắng lắm luôn. Chốt màu vàng bình luận. Màu vàng nha. Ông nội ơi vô hay gì ông nội. Màu sen. Quá trời. Ở ngoài nó sậm nha, màu sen này sậm, nó tím sen á. Chốt bình luận. Đẹp lắm, 190, ai chưa có mẫu này chốt giùm em. Ai chốt bình luận. Có màu trắng nữa. Màu trắng, màu vàng, màu sen. Đẹp quá. Màu đỏ giùm em 160. Màu vàng cho chị Liên Mai. Liên Mai, Liên Mai. Ok chị Liên Mai 190. Chị gái cho em xin số điện thoại cho chị đẹp. Cho số điện thoại nha. Cái màu nó đẹp. Liên Mai cho xin số. Mặc thấy cái này là hết à. Màu vàng đẹp quá mà không cho số gì á. Màu này mà em kêu màu sen mấy chị. Vậy mà em kêu màu sen mấy chị chửi em được chưa? Ha, em chốt vậy đó, màu sen. 190, 65 đổ lại dừa nha. Mấy chị nghe số ký mà em nghe. Để chốt đại rồi cái nói tôi không phải số ký đó là chết em á. Ok chị Liên Mai nè. Đọc bài mà bỏ màu đi. Thôi nãy giờ đọc màu sen à. Thích mẫu nó đẹp quá trời. Chốt giùm em cái áo màu sen đi. Màu đỏ, màu đồng màu sen mấy chị coi được không. Quánh vô mặt cái nè. 190 áo đẹp gì đâu á. Màu xám, màu trắng nữa chốt bình luận. Rồi cái này mẫu 160. 50-60kg giùm em nha. Cái này em biết mà, lụa. Đẹp quá. 50-60kg đỏ. Này không có bo lai. Chị gái nào chốt áo đỏ bình luận. 160. 60kg vừa nha. Đẹp quá. Màu đỏ. Cái mẫu 160 ai chốt thì em chốt cho từng chị mỗi chị một cái. Sổ ra là em sổ tùm lum. Chưa giá. 190. Lên lại cái bông nãy đi, có nhiều khách chưa có chốt đó. Không, đâu rồi. Cái này là không 200 nãy đâu rồi. Nè, cái này là 200 mà khác. Vậy cũng được, lên lại đi, nãy cái mẫu nãy đang lên. Mẫu này 200 nha mấy chị. Mẫu 200 nãy đâu rồi. Màu đỏ giùm em. 200, để em coi này nhiêu ký nha. Bảy chục ký. Chị nào chốt 55-70kg chốt. Cái form này form dài rộng, không dài lắm, form rộng. 70kg chốt. Màu đỏ nha. 200
này hai lớp, hai lớp chốt đỏ bình luận, màu đỏ màu xanh. Em đọc theo cái bông nha, bông màu xanh đỏ với xanh này, chốt giá 200, đẹp quá, màu xanh nè mấy chị. Chị nào chốt size này 55-70kg dừa, đỏ với xanh. Có nhiều mẫu đẹp lắm mấy chị gái ơi. Cái này đó có màu đỏ với màu xanh thôi à. Bình luận cái này mấy chị. Mấy bữa bên em không có bán quần trắng thì mấy chị cứ kiếm hoài luôn, kiếm quần trắng mua này có bán cái mấy chị không có bình luận gì chưa. Quần trắng là 75 đổ lại, 60kg trở lên. Giá có 170 à. Chốt xanh hay đỏ bình luận giá 200 giùm em nha. Size này là 55 trở lên, hàng phi size 55 trở lên, 70kg trở lại vừa. Chị nào mà thích mặc thoải mái mấy chị chốt mấy mẫu này nè, nó mát lắm, mặc vô nghe nó người nó dễ chịu lắm. Rồi chốt không chốt thì qua. Xanh với đỏ giá 200. Cái mẫu này là hồi nãy em lên rồi một lần có mấy khách chốt rồi, giờ em quay trở lại ai chưa có thì chốt nha. Xanh, đen xanh, đen đỏ, đen vàng, đen tím. Đen xanh, đen đỏ, đen vàng, đen tím. Giá 200. Rộng đó chị. Form rộng đó. Nhiêu ký chị gái ơi, chị phát hiện form nó 70kg là form rộng từ 55 trở lên đó. Mẫu này đen đỏ nè, 200. Cái đang đầu mày đọc số 2, tuần nãy cái 200 đọc số 1 đi để lắc lộ mẫu. Mẫu này mẫu 2, mẫu 2 nha. Cái này là 60kg, 65kg dừa, 50kg trở lên là mặc được. Còn xanh với đỏ kia là mã 1, mã này mã 2. Có sơ phong 140 á, beo á là rộng hơn, size 70kg. Chốt bình luận, ai chốt này bình luận cho em. Đen đỏ, đen đỏ, đen xanh, đen vàng, đen tím. Mẫu này ai chưa có chốt nha. Nãy em lên lần rồi. Phong rộng là thôi cái đó nó cũng giống á. Chị xá đồ bộ tiếp đi. Mẫu này là gì? 230. Mẫu này lên coi 230 nè, coi nó đẹp tới mức nào nha, nó đỉnh lắm luôn. 230. Cái này là màu hồng. 65kg dừa, 230. Mẫu này bữa trước về là bán 270 nha. 270. Giờ em bán 230. Lời cái 10.000 cho nó chạy hàng ha mấy chị. Lời 30-40.000 mấy chị không có chốt. Chị nào chốt bình luận màu hồng. 230. Cái màu lời 30.000 là mấy chị muốn chốt, giờ bán 10.000, lời 10.000 thôi. Nào. 230 chốt màu hồng. Có màu hồng, màu vàng, màu hồng, màu vàng nè mấy chị, cái bông màu vàng đẹp, màu hồng, màu vàng. Ai chốt mẫu 230 bình luận. 65 đủ lại dừa. Ai chốt mẫu 230 bình luận em nha. Cái này nền xanh mà cái bông màu vàng đẹp quá, hoa vàng nha, chốt hoa vàng. Này màu hồng, màu hồng có con bướm, hơi cột luôn. 230 không ai chốt phải không, em qua nữa em lên đồ bộ em xả tiếp. 230 đẹp quá trời luôn, 65 đủ lại dừa, xả đồ bộ nha. Đồ bộ mẫu này mà
còn có một ít thôi. Màu vàng này là 160 bộ nha, 60kg dừa. Nãy bán đầu lai là 2 bộ 280, 2 bộ 280, không ai mua giờ chốt rồi. Chốt 160 bình lượng, 60kg đổ lại dừa. Màu vàng chốt 160. Tới 60kg. Cái mẫu này là size số 2, em đang mặc là size số 2 màu vàng. Ai chốt thì 60kg đổ lại dừa. Màu vàng, màu đỏ, màu cam, màu xanh dương. Size số 2 em còn màu vàng, màu đỏ, màu cam, màu xanh dương. Chốt bộ nữa bình luận. Chị nào nãy giờ có chốt nhớ để ý điện thoại giùm em cho em gọi đi đơn nha. Còn ha. Cái lực tính cho công tư hồi nãy nó chốt lúc đầu. Rồi ai chốt bộ nữa mấy chị? Bộ hay áo, áo mẫu đẹp. Quần trắng, quần đen gì mọi người? Quần trắng, quần đen gì không mấy chị gái ơi? 170. Rồi bộ mai chốt nữa em tắt like nha, hết khách rồi. Tối vô chốt tiếp nha mấy chị, tối mẫu nhiều lắm.